Facebook giờ mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Hilton từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Madrid từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 1 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021 Phật lịch 2564 giáp trình Trung Mục, kinh Maccima Nikaya bài 18, kinh nhập tức xuất tức niệm Anapanasati Sutta, quán niệm hơi thở, phân đoạn 570 đến 574. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích. Tỳ kheo Giác Đẳng sẽ được ngài Từ Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đế Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Trung Mục kinh Maccima Nikaya 118, kinh nhập tức xuất tức niệm Anapanasati Sutta, quán niệm hơi thở, đoạn 570 đến 574. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân Minh Đinh Sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính và lễ thứ tất siêu, đệ lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh nhập tức xuất tức niệm, nếu chúng ta dịch một cách gần gũi ở trong chữ Đôm là kinh dạy về thở vô và thở ra,
Ở đây có hai điểm rất là thú vị. Là thay vì nói về kinh nghiệm hơi thở, thì bài kinh lại nói về kinh thở vô và kinh thở ra. Và thú vị hơn nữa là ở trong bản chữ Hán ngày xưa, người ta thậm chí không có dịch, mặc dù rất là dễ hiểu, mà người ta âm ra. Nói một trường hợp cũng đặc biệt, âm là kinh An Bang Thủ Ý. An Bang là dịch của Anapanasati, một cái vị thượng tọa người Tích Lan, là thượng tọa Sona. Trong cái việc sưu tầm những bài kinh về pháp học, liên quan đến pháp hành và liên quan đến thiền tứ niệm xứ, thì thượng tọa nói rằng một người tu tập về thiền không thể không biết tới bài kinh Quán Niệm Hơi Thở này. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật càng nhấn mạnh rằng chính sự quán niệm hơi thở giúp cho cái việc hành trì bốn niệm xứ được đi đến chỗ viên mãn. Bài kinh này quả thật là không phải đơn thuần để chúng ta chia sẻ về phương diện lý thuyết, mà qua đó còn có rất là nhiều những yếu chỉ liên quan đến sự thực hành. Và bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh. Sau khi chúng ta nghe phần chánh kinh, sẽ cùng thỉnh Thư Tòa Tuệ Siêu giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Nguyệt cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin Phật xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học ngày hôm nay 118 kinh nhập tức xuất niệm Anapanasati Sutta, quán niệm hơi thở. Anapanasati Sutta có nghĩa là kinh dạy giải pháp niệm hơi thở ra, thở vào. Bản chữ Hán gọi là kinh nhập tức xuất niệm, xuất tức niệm. Ngoài ra, trong trường hợp khác đặc biệt, các dịch giả thời xưa không dịch mà chỉ phiên âm là kinh An Bang Thủ Ý. Nội dung kinh này chứa đựng nhiều điểm quan trọng về phép niệm hơi thở, được xem là sự thực hành căn bản trong tu tập tứ niệm xứ 570. Thời cực thịnh của giáo pháp, thành Sao Quách Thi, kinh đô xứ Kosala. Khi bài kinh này được giảng dạy thì ngoài sự có mặt của bậc đạo sư còn có chư vị thánh đệ tử ưu tú là những bậc giáo thọ của tăng chúng. Bên ngoài còn có sự hộ pháp đắc lực của những nam nữ cư sĩ bậc nhất, có thể gọi đó là thời kỳ hoàng kim của giáo pháp kinh văn. Như vậy, ta nghe một thời Thế Tôn ở Sao Quách Thi xá vệ tại Đông Viên Búp Ba Ra Mát giảng đường Lộc Mẫu Viga Rama Tu Ba Sa Đề cùng với rất nhiều thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, Tôn giả Maha Moggallana Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Maha Tachayana Đại Ca Chuyên Viên, Tôn giả Maha Kothita Đại Câu Hy La, Tôn giả Maha Kappira Đại Kiếp Tăng Na, Tôn giả Maha Chunda Đại Thuần Đà, Tôn giả Anuruddha Ana Lực, Tôn giả Rê Quát Tá Ri Bà Đa, Tôn giả Ananda Anan,
cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. Lúc bấy giờ các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy các tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và tân tỳ kheo được các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng, đại chứng đạt. Lúc mấy giờ Đức Thế Tôn vào ngài Bồ Tát ngày rằm vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ, đang ngồi giữa giới chúng tỳ kheo đoan danh đoan quanh. Dạ con xin đặt lại. Đang ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo đoan quay, Thế Tôn nhìn chúng quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỳ kheo: ta được thỏa mãn, này các tỳ kheo, với đạo lộ này. Tâm ta được thỏa mãn, này các tỳ kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây tại Qua Sách Thi cho đến tháng 4 lễ Cô Mu Đi. Những tỳ kheo địa phương được nghe Thế Tôn sẽ ở đây tại Sa Quách Thi cho đến tháng 4 lễ Cô Mu Đi. Các tỳ kheo địa phương tụ họp tại Sa Quách Thi để ý kiến Thế Tôn. Và các thượng tọa tỳ kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy các tỳ kheo khác nhiều hơn nữa. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo. Một số thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và những tân tỳ kheo được các thượng tọa tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao dụng, tiệm thứ, phù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngài Bồ Tát ngày rằm vào đêm trăng tròn, ngày lễ Cô Mu Đi vào tháng 4. Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có chúng tỳ kheo đoàn quay. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỳ kheo: hội chúng này, này các tỳ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỳ kheo, không có dư thừa, đã được an trú trong loại cây thanh tịnh. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều. Bố thí nhiều càng được phước báo nhiều hơn. Hơn nữa, chúng tỳ kheo thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này, này các tỳ kheo, hội chúng như thế này, này các tỳ kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do từng giờ cha ná, với một bao lương thực trên vai để đến ý kiến. Chúng tỳ kheo này là như vậy, này các tỳ kheo, hội chúng này là như vậy, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là những a la hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các tỳ kheo, có những bậc tỳ kheo như vậy trong tỳ kheo này.
Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh từ ở đấy, được nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Này các tỳ kheo, như vậy này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này, này có những tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm muội lược tham sân si, là bậc Nhất Lai sau khi sanh vào đời một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo có những tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dự Lưu không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo định vị sống kiên tâm, chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là những vị sống kiên tâm, chú tâm tu tập bốn cách cần. Này các tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong hội chúng này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn như ý túc. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm căn. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Này các tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập thánh đạo tám ngành. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt chúng tỳ kheo này, các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập từ tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Này các tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ tâm. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả tâm. Này các tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất định. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc tỳ kheo như vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức sức tức niệm. 571. Quán niệm hơi thở. Đức Thế Tôn khẳng định phép niệm hơi thở là căn bản để tu tập bốn niệm xứ, bảy giác chi và minh giải thoát. Hành giả cần hiểu cách áp dụng thiện xảo phép niệm hơi thở này. Kinh văn: nhập tức sức tức niệm. Này các tỳ kheo, được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức sức tức niệm, được tu tập làm cho xuống mạng, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Đúng, bốn niệm xứ được tu tập làm cho xuống mạng, khiến cho bảy giác chi được viên mãn.
Bảy giác chi được tu tập làm cho xuống mạng, khiến cho minh giải thoát, vích chạ viên vích đi, được viên mãn. Và này các kheo, như thế tu tập nhập tích xích tích niệm, như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào là quả lớn, công đức lớn. Ở đây này các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già lưng thẳng, và trú niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hai thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hai thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn nghiệp tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn nghiệp tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nhập tích tích niệm. Này các tỳ kheo, tu tập như vậy làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. 572. Làm viên mãn bốn niệm xứ với pháp quán nghiệp hơi thở. Kinh văn là: và như thế nào này các tỳ kheo, là nhập tức sức tức niệm được tu tập. Như thế nào làm cho sung mãn khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào này các tỳ kheo, tỳ kheo thở vô, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay khi thở ra, vị ấy biết tôi ra dài. Hai thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hai thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán niệm thân trên thân, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, đối với các thân ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nghĩ cảm giác hỷ thọ ta sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập.
cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, đối với các cảnh thọ, ta nói đây là một, tức là thở vô, thở ra. Do vậy, này các tỳ kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảnh thọ, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỳ kheo, tỳ khỉ, cảm giác tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập cảm giác tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tu tập với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập với tâm thiền định tôi sẽ thở vô, vị ấy tập với tâm thiền định tôi sẽ thở ra, vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quản tâm trên tâm, cách này các tỳ kheo, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm không có tỉnh giác. Do vậy, này các tỳ kheo, trong khi tùy quản tâm trên tâm, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các tỳ kheo nghĩ quán vô thường tôi sẽ thở vô, vì ấy tập quán vô thường tôi sẽ thở ra, vì ấy tập quán ly tham vân vân, quán đoạn nghiệp vân vân, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vì ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Trong khi tùy quán trên các pháp, này các tỳ kheo an trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vì ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ khéo nhìn sự vật với niệm xả ly, do vậy, này các tỳ kheo, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, nhập tức xuất tức niệm. Này các tỳ kheo, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 573 làm viên mãn bài giác chi với pháp niệm hơi thở. Kinh văn là bốn niệm xứ. Này các tỳ kheo, tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Này các tỳ kheo, trong khi tùy quản thân trên thân, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú. Này các tỳ kheo, trong khi ấy, niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Trong khi ấy, tỳ kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy, niệm giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỳ kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy. Trong khi ấy, trạch pháp các chi được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo. Trong khi ấy, tỳ kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy, trạch pháp giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Trong khi tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỳ kheo ấy. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên với
lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy tỳ kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy tinh tấn giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các tỳ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỳ kheo tinh tấn tinh cần. Trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy hỷ giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy hỷ giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh năng, tâm cũng được khinh năng. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với hoan hỷ được thân khinh năng, được tâm cũng khinh năng. Trong khi ấy khinh năng giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy khinh năng giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh năng giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh năng an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ kheo, khi tỳ kheo có thân khinh năng an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo làm đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo làm cho đến sung mãn. Này các tỳ kheo, trong khi quán thọ trên các cặp thọ, vân vân. Này các tỳ kheo, trong khi quán tâm trên tâm, vân vân. Này các tỳ kheo, trong khi quán pháp trên các pháp, tỳ kheo an trú nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Trong khi ấy niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này các tỳ kheo, trong khi niệm của tỳ kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được tỳ kheo tu tập. Niệm giác chi trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vì ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát khắp ấy với trí tuệ. Này các tỳ kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được tỳ kheo tu tập. Trạch pháp giác chi trong khi ấy đi đến xuống mạng tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỳ kheo, trong tỳ kheo suy tư, tư duy, thẩm sát ấy với trí tuệ và tinh tấn không tù động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị tỳ kheo. Tinh tấn giác chi được tỳ kheo tu tập. Tinh tấn giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy, tinh cần tinh tấn thì không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi tỳ kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỳ kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh năng, tâm cũng được khinh năng. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh năng, được tâm cũng kinh năng, trong khi ấy kinh năng giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy kinh năng giác chi được tỳ kheo tu tập. Trong khi ấy kinh năng giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm kinh năng an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ kheo, trong khi vị ấy có thân kinh năng an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh.
Trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến xuất mãn. Vì ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến xuất mãn. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn. 574, minh giải thoát được viên mãn. Kinh văn: Và này các tỷ kheo, bảy giác chi tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến việc hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân, tu tập tinh tấn giác chi, vân vân, tu tập hỷ giác chi, vân vân, tu tập khinh an giác chi, vân vân, tu tập định giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến việc hướng đến xả ly. Này các tỷ kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Hân đoạn chú thích: Tỳ kheo giác đẳng, chúng con thành kinh lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến Ngài. Dạ, con hình như không thấy còn cái đích của Ngài Tỳ Siêu trong đạo tràng. Dạ, đạo tràng có thấy được đích của Ngài không ạ? Dạ, con thấy đây. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu và con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào thượng tọa Chức Nã cùng chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, ở trong Trung Bộ Kinh cũng như Trung Bộ Kinh Đức Phật Ngài dạy về kinh tứ niệm xứ, rồi ở trong thân quán niệm xứ đó
có niệm hơi thở thuộc về niệm thân, thân quá niệm xứ. Và đọc những cái bài kinh tứ niệm xứ hay kinh đại niệm xứ ở trường bộ kinh gọi là tương ưng, ở trung bộ kinh gọi tương ưng, thì ở đó chúng ta thấy tứ niệm xứ nằm ở trong thân quán niệm xứ một phần. Nhưng trong bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta nghe đọc bài kinh chúng ta đặt ý cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhập xuất tức niệm khi được tu tập sẽ làm cho bốn niệm xứ được viên mãn, vân vân. Thì ở điểm này chúng ta cũng phải lưu ý trong khi thân quán niệm xứ trong khi tứ niệm xứ thì đã có cái đề tài niệm hơi thở, còn bây giờ thì niệm hơi thở lại là một đề tài để làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói là cái điểm đặc biệt ở đây. Ở trong bài kinh này không phải chỉ riêng về bốn niệm xứ được viên mãn nhờ cái sự tu tập hơi thở, mà quán niệm hơi thở còn làm cho viên mãn bảy giác chi. Và khi bảy giác chi được tu tập thì mới làm cho minh và giải thoát được viên mãn. Như vậy trong bài kinh này được bố cục, nó gồm có bốn phần. Đức phần đầu là Đức Phật này trình bày về cái đề tài hơi thở
Cái phần thứ hai là người trình bày về với sự tu tập niệm hơi thở làm cho bốn niệm xứ được viên mãn. Phần thứ thứ ba là tu tập niệm hơi thở làm cho thất giác chi được viên mãn. Và phần thứ tư là nói về minh và giải thoát được viên mãn. Trước khi trình bày về cái nội dung của bài kinh này thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một vài điểm liên quan đến duyên khởi của bài kinh. Mà chắc có lẽ là khi nghe đọc bài đó, chúng ta không có chú ý, chúng ta không có chú ý nhiều. Điểm thứ nhất là về cái thời gian mà Đức Thế Tôn mình thuyết với bài kinh, lúc bây giờ Đức Thế Tôn vào ngày rằm Bồ Tát vừa đêm trăng tròn sau lễ tự tứ, ngồi với chúng tỷ kheo đoàn du vây. Đức Thế Tôn ngài nhìn chúng tỷ kheo đang hết sức yên lặng, ngài bảo các tỷ kheo: ta được thỏa mãn với đạo lộ này, tâm ta được thỏa mãn này các tỷ kheo với đạo lộ này. Do vậy này các tỷ kheo hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, ở tại Sa Quốc Thi cho đến tháng tư ở lễ Cô Vũ Đí. Ở đây là cái điểm mà chúng tôi muốn giải thích cho quý vị nghe. Ở đây khi mà đọc cái chỗ là Đức Thế Tôn ở tại Sa Quốc Thi cho đến tháng tư thì tự nhiên chúng ta bị nhầm tưởng là sau khi làm lễ tự tứ xong, Đức Thế Tôn ngài sẽ ở lại cho đến tháng tư âm lịch, tức là
ngày tới 6 tháng này. Nhưng mà ở đây chứ, là chúng ta cần phải hiểu rằng là mùa mưa có 4 tháng, khởi đầu từ sau ngày rằm tháng 6 âm lịch Asala Kunami, sau cái ngày trăng tròn tháng 6 âm lịch, cho đến cái ngày trăng tròn tháng 10 âm lịch, ngày rằm tháng 10, 4 tháng. Mà thời gian chư tăng ăn cư giết hạ là kể từ rằm 6 cho đến rằm tháng 9, gọi là tháng Katika. Thì Katika này nó có hai Katika, là cái tháng thứ 3 của mùa mưa đó, tháng thứ ba của mùa mưa. Thì mà xin đi. Còn tháng thứ tư của mùa mưa, quá sự tốt, tháng thứ tư đó cũng là cách thứ cá. Nhưng mà cách thứ cá này được gọi là Chatamas Masini, Chaitam Masini. Bởi vậy hiểu theo tiếng Việt của mình á, thì lúc bây giờ vào cái ngày rằm tháng 9, tức là cái ngày lễ tự tứ Pavarana, thì Đức Thế Tôn ngài ngồi ngài nhìn cái chúng tỳ kheo, ngài nhìn chúng tỳ kheo, đang yên lặng. Và lúc đó ngài vừa 8 tháng cái hội chúng vây quanh ngài. Ngài cho biết cái hội chúng này là cái hội chúng thật đặc biệt, thật quan hỷ. Cái hội chúng này trong đó có những bậc A-la-hán, những bậc A-na-hàm, những bậc Tư-đà-hàm, những bậc Tu-đà-quờn. Ngoài ra thì có những vị tỳ kheo mặc dầu còn phàm tỳ kheo, nhưng mà các vị chuyên tâm tu tập về tứ niệm xứ, chuyên tập về tứ chánh cần, chuyên tâm tu tập về tứ duy túc, chuyên tâm tu tập về ngũ quyền, chuyên tâm tu tập về ngũ lực, chuyên tâm tu tập về thất chánh chi, về bát chánh đạo. Có những vị chuyên tâm tu tập về tâm từ, chuyên tâm tu tập tâm bi, chuyên tâm tu tập tâm hỷ, chuyên tâm tu tập tâm xả. Có những vị tỳ kheo thì chuyên tâm tu tập vì tưởng bất tịnh, chuyên tâm tu tập về quán vô thường, tưởng vô thường. Có những vị tỳ kheo thì sống chuyên tâm tu tập
niệm hơi thở, nghe tu tập dập xúc tích niệm có trong cái hội chúng đó. Thì như vậy là Đức Phật Ngài vào cái ngày rằm tháng 9, tức là cái ngày lễ tự tứ Pawarana, thì Đức Phật Ngài ngồi giữa hội chúng và Ngài tán thán cái hội chúng đó. Và Ngài cho các vị tỳ kheo biết rằng là Ngài chưa có đi du hành liền sau ngày lễ tự tứ, mà Ngài sẽ ở lại cho đến hết mùa mưa, tức là vào cái tháng cuối cùng, cái tháng Chatumasini, tức là từ rằm tháng 9 là cho đến rằm tháng 10, từ 16 tháng 9 đến rằm 10, tới rằm tháng 10 thì Ngài mới đi, Ngài mới đi du hành. Cho nên cái tới cái ngày rằm tháng 10 đó, tới ngày rằm tháng 10 thì cái ngày đó gọi là ngày lễ cô vũ đi, cô vũ đi. Cái cô vũ đi này đó, cái lễ đó cũng giống như là ở các cái xứ như là Khmer, người ta có xứ ở Bồng Bốc, tức là người ta cúng cúng trăng đó, cúng trăng còn ở đây đó, được giải thích là ngày rằm tháng Kartika, tức là cái tháng thứ tư của mùa mưa. Nó có cái mùa lễ là bởi vì khu bú đá, tức là hoa súng. Và cuối tháng này thì hoa súng nó nở. Cuối mùa mưa là hoa súng nở, cho nên gọi cái lễ đó gọi cô vũ đi. Chứ ở đây nếu mà để là tới tháng tư thì chúng ta hiểu nôm na, với chúng ta tưởng đâu là Đức Phật này sẽ ở lại sau thi rất lâu, từ rằm tháng 10, từ rằm 9 năm nay mà cho đến rằm 4 năm sau thì cũng nhiều đấy, thưa quý vị, cũng lâu ạ. 4 tháng, 6 tháng, ngày cũng, nếu vậy chúng ta hiểu lầm là ngày sẽ ở lại tới 6 tháng. Cho nên ở đây, cái chỗ này, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một chút để quý vị hiểu được cái chỗ đó. Rồi vào cái ngày trăng tròn tháng thứ tư của mùa mưa, tức là cái ngày rằm tháng 10 á, lúc đó Đức Thế Tôn trong thời gian này từ tháng 9 sau lễ tự tứ cho đến rằm tháng 10 cuối mùa mưa, thì các vị tỳ kheo nghe tin Đức Thế Tôn bảo rằng Ngài sẽ ở lại cho đến hết mùa mưa, tức là qua rằm tháng 10 Ngài mới đi du phương. Do vậy các vị tỳ kheo mới vây quanh, mới trở về tụ họp tại Sa Bát Thi để ý kiến Đức Thế Tôn.
Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vào ngày rằm đêm trăng tròn là lễ Cô Vũ Đi, tức là vào tháng Cát Thức Cá, cuối mùa mưa, Cát Thức Cá thứ tư, Cát Thức Cá thứ tư. Cho nên ở đây Cát Thức Cá chúng ta phải hiểu tới hai tháng Cát Thức Cá. Thì Ma Sinh Đi tức là tháng Cát Thức Cá thứ ba của mùa mưa. Rồi Cát Thức Cá Chà Tâm Ma Sinh Đi là tháng thứ tư của mùa mưa, tức là từ rằm từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến rằm tháng 10. Thì Đức Phật ngày thuyết bài này là ngày thuyết ở cái thời điểm đó. Còn khi ngày 8 tháng hội chúng đến cây ngày đó, thì ngày 8 tháng vào cái ngày lễ tự tứ Cách Thích Cá tháng thứ 3, ngày thuyết bài kinh này là tháng Cách Thích Cá thứ 4. Và thưa quý vị, ở đây Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo về cái đề mục nhập xuất tức niệm Anapana Sati, Anapanasati, tức là niệm hơi thở ra, hơi thở vào. Trong khi đó thì khi Đức Thế Tôn ngài nói đến hội chúng, ngoài các tỳ kheo tứ thánh thịnh văn tu được A-na-hàm, A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đa-hàm, Tu-đa-quần, ngoài đó nữa thì còn có các vị tỳ kheo chuyên tâm tu tập về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thân nhất chi, bất chánh đạo, từ bi hỷ xả, tu tập về bất tịnh tưởng, vô thường tưởng. Và tu tập về nhập xuất tức điện. Mà Đức Thế Tôn ngài chỉ lấy cái đề tài nhập xuất tức niệm mà ngài thuyết giảng trong cái bài kinh này thôi, cho thấy rằng cái nhập xuất tức điện nó rất là phổ thông và rất là quan trọng, là nền tảng của tu tập thiền định. Nhưng mà tại sao là nền tảng? Là bởi vì với cái pháp quán niệm hơi thở làm cho viên mãn bốn niệm xứ, thân quán niệm xứ, Kaya Nupassana, Kaya Nupassana, thọ quán niệm xứ, Vedana su, Vedana Nupassana, tâm quán niệm xứ, Chitta Chitta Nupassana, và pháp quán niệm xứ, Thamme Thamma Nupassana. Thì bây giờ trước nhất á, là chúng ta đề cập đến cái chỗ này. Trước tiên là Đức Phật ngài nói đến cái sự tu tập làm cho sung mãn
với cái đề mục thiền nhập xuất tức niệm được cái quả lớn, được cái công đức lớn. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tu tập nhập xuất tức niệm? Như thế nào là làm cho sung mãn, và như thế nào là quả báo lớn, là công đức lớn? Thì Đức Phật càng dạy các vị tỳ kheo. Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, chú niệm trước mặt. Chánh niệm, thở ra chánh niệm thở vô. Cái câu đầu tiên mà ở trong tịnh đạo giải thích thì ở đây tức là chung cho cái đề tài niệm hơi thở. Tức là trước nhất là Đức Phật ngài dạy Sostowa Asasati Sostowa Pasasati, tức là vị ấy niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra. Mở trong bản dịch của chúng ta là chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Thực ra cái mạch văn ở đây đó là Đức Phật ngài chỉ nói sơ khởi lúc ban đầu vị ấy, xô là vị tỳ kheo hành giả. Sato ở đây tức là quá khứ phân từ của cái chữ Sarati. Sarati một động từ có nghĩa là niệm, là nhớ biết. Sato, rồi từ Sato đó nó biến thể một lần nữa thì mới thành chữ Sati. Chữ Sati có nghĩa là sự niệm. Sự niệm là một danh từ. Còn Sato tức là cái vị hành giả niệm. Ở đây chúng ta nói là nhớ biết chỉ có hai điểm thôi. Tức là vị tỳ kheo ấy nhớ biết thở ra, nhớ biết thở vô. Tức là thoạt đầu cái việc mà chúng ta tu tập nhập xuất tức niệm là chúng ta ghi nhận, chúng ta ghi nhận, cứ là ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vô. Cái bước đầu tiên là chúng ta ghi nhận như vậy. Rồi đến cái bước thứ hai đó, nằm ở trong cái ngoại, những cái câu như thế này: đi khăn qua Asasanto, hoặc là
hơi thở ra dài mỗi một cái đi khăn asasa mi tí đóng một cái pachana tí, hoặc là khi thở ra dài vị ấy biết rõ ta thở ra dài, tức là bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn là ghi nhận cái hình thức của hơi thở, ghi nhận cái hình thức của hơi thở. Lúc ban đầu thì chúng ta chỉ là nhớ biết hơi thở ra, hơi thở vô thôi. Nhớ biết hơi thở ra, hơi thở vô thôi. Rồi sau đó mới bắt đầu ghi nhận. Hoặc là khi thở ra dài đi khăn qua Passasanto Pachanati, vị ấy biết rõ đi khăn Passasamiti trong ngoặc kép đó, là ta thở ra dài. Thì như vậy ở đây mạch văn đã được trình bày, chúng tôi không có nói nhiều ở chỗ này, chỉ nói một vài điểm về cái mạch văn để chúng ta chú ý khi mà chúng ta đọc qua cái bài kinh nhập xuất tức niệm. Và nhập xuất tức niệm ở trong tất cả những cái bài kinh về tứ niệm xứ, chúng ta phải chú ý chỗ đó. Đó là cách mà chúng ta sẽ dễ dàng để làm quen với hơi thở khi mà chúng ta niệm. Còn nếu mà quý vị học thuộc lòng cái câu từ cái bản dịch á, mà quý vị không nhận ra được ở cái mạch văn Pali, thì chúng tôi thú thật là cái chuyện mà chúng ta thực hành, gọi là thực hành tại chỗ, chúng ta thực hành tại chỗ, chúng ta khó lắm thưa quý vị. Bởi vì cái mạch văn đó nó làm cho chúng ta khó hiểu, mạch văn đó sẽ làm cho chúng ta bị chướng ngại khi mà chúng ta bắt đầu niệm. Thì như bây giờ có những cái mà chúng ta phải chú ý. Trước tiên là chúng ta ngồi kiết già, giữ thân ngay thẳng, đặt niệm trước mặt. Nhớ biết hơi thở vô, nhớ biết hơi thở ra. Rồi vậy đó. Trước tiên quý vị cứ nhớ biết, đừng có nhớ cái gì khác. Đừng có nghĩ ngợi lung tung cái chuyện này chuyện kia. Cái bước đầu là người mà mới tập làm quen đó, thì chúng ta khoan ghi nhận cái hơi thở dài hơi ngắn đó. Chúng ta chỉ ghi nhận, nhớ biết cái hơi thở ra, nhớ biết thở vô vậy thôi. Rồi dần dần khi mà chúng ta quen rồi đó, chúng ta quen ghi nhận hơi thở ra hơi thở vô đó, lúc đó nó có cái bộ 16 cách niệm hơi thở này. Ngài Bút Thất Cô Xá trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài chia ra là bốn cái bộ bốn. Tại sao gọi là bộ bốn? Cho túc á,
Thì tốt cái là bộ bốn. Thí dụ như bây giờ cái bộ, cái bộ trà của chúng ta nó có 6 cái ly hay 4 cái ly, bộ bộ trà 4 cái ly thì người ta gọi là bộ tách trà 4 ly, hay là bộ bộ trà 4 tách vậy đó, gọi là bộ 4. Thì 4 cái phần đầu, 4 cái phần giữa, 4 cái phần kế tiếp và 4 cái phần cuối cùng như 4, 4, 16. Thì cái phần đầu á là khi thở vô dài nhận biết ta thở vô dài đi khăn qua asasanto đi khăn asasamitis pachanati, khi thở ra dài nhận biết ta thở ra dài đi khăn qua asasanto đi khăn pasasamiti pachanati. Tức là cách thứ nhất á, là ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra dài, biết rõ cái đó. Thứ hai, tức là đến cái cách thứ hai đó, là khi thở vô ngắn, nhận biết ta thở vô ngắn, rát sang qua asasanto rasanasa samitis pachanati, khi thở ra ngắn nhận biết ta thở ra ngắn, rasanwa asasanto rasan asasamitis pachanati, vân vân. Thì niệm hơi thở cách thứ hai đó là hơi thở vô, hơi thở ra ngắn, nhận biết pachanati. Cách thứ ba, bây giờ là tập sikkhati chứ không còn là pachanati nữa, mà là sikkhati tập. Chúng tôi dịch là chúng tôi dịch ngắn gọn thôi. Ta sẽ thở vô cảm giác toàn thân. Tập ta sẽ thở ra cảm giác toàn thân. Sapakaya patisangvedi asasissamiti sikkhati. Sapakaya patisangvedi asasissamiti sikkhati. Cái cách thứ ba tức là chúng ta thở làm sao để chúng ta có được cái, chúng ta tập làm sao mà hơi thở ra hơi thở vào và chúng ta có được cái cảm giác toàn thân. Còn khi mà một người bình thường đó thưa quý vị, họ không có tính niệm, không có nhập xuất tức niệm, không có tập đó, họ thở hụt hẫng lắm. Cái hơi thở họ dường như là nó chỉ có từ ở chóp mũi đi vào trong buồng phổi rồi nó trở ra. Như vậy thì nó không có được lan tỏa khắp châu thân, nghĩa là cái họ thở mà không có được cái cảm giác toàn thân. Còn khi mà một vị hành giả mà tu tập á, họ luyện tập làm sao để hơi thở ra, hơi thở vào mà có được cái cảm giác toàn thân, nó thấm nhuần cái hơi thở. Cho nên cái cách niệm đó, đó sư quý vị, cách mà tu tập đó, đó dần dần nó cũng sẽ giúp cho mình cái sức khỏe tốt lắm.
Rồi cách thứ tư là ta sẽ thở vô an tịnh thân hành. Pasamphayam kaya sankharam asasisameti sikati. Cái chữ thân hành kaya sankharam, cái thân hành này nó khác với cái chữ thân hành kaya sama samana kaya samadana hay là kaya ta. Thí dụ như thân hành thiện, thân hành ác, khẩu hành thiện, khẩu hành ác, cái thân hành khẩu hành đó đó nó liên quan đến nghiệp, cái chuyện chúng ta không nói tới. Còn cái chữ thân hành kaya sankhara thì ở trong bộ yamaka, khi mà nói đến sankhara yamakang là hành xong thì Đức Phật giải thích chữ kaya sankhara chính là hơi thở. Như vậy thì thở chúng ta phải biết cách thở. Trước hết là chúng ta ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra dài, hoặc ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra ngắn. Nhưng mà sau đó biết cách thở là mình tập làm sao để hơi thở ra, hơi thở vô cảm giác toàn thân, và làm sao cái hơi thở đó, tức là thân hành, hơi thở ra, hơi thở vô mà nó được an tịnh. Nó được an tịnh và sự khí, tức là nó không có nó không có nhọc nhằn, không có vất vả, không có nặng nề. Như vậy thì bốn cái bộ ngũ này đó, bây giờ chúng ta học từng bộ, chúng ta học từng bộ thì ở đây nhá, ở trong cái bài kinh này khi mà đề cập đến cái bộ vốn này được gọi là khi mà vị đó tu tập về nhập xuất tức niệm, về hơi thở ra, hơi thở vào, thì với bốn cái cách trên đó, biết hơi thở dài ngắn, biết hơi thở vô, hơi thở ra dài hoặc ngắn, ghi nhận hay là tập cảm giác toàn thân thở ra thở hoặc thở vô, an tịnh thân hành thở ra thở vô, thì như vậy đây được gọi là, ta nói đây là một, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Do vậy này các thiền kheo trong khi tùy quán, tức là lúc vipassana tùy quán thân ở trên thân, ở đây là thân có niệm xứ, vì tỳ kheo trú nhiệt tâm tinh, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chí ngự tham ưu ở đời. Cái bộ thứ nhất, tức là cái phần thứ nhất là với bốn cách niệm hơi thở, gọi là thân quán niệm xứ, làm cho thân quán niệm xứ nó được viên mãn. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần niệm hơi thở thứ hai. Phần niệm hơi thở thứ hai này thì cũng có bốn cách.
cũng có bốn cách. Và bốn cách này được gọi là quán thọ trên các cảm thọ, làm cho viên mãn. Quán thọ quá niệm xứ, bốn cách niệm hơi thở mà liên quan đến thọ quá niệm xứ là như thế nào? Vì ấy tập, ta sẽ thở vô cảm giác hỷ, bi tí bất thị sang quê đi, asasissa mi tí sikha tí. Vì ấy tập, ta sẽ thở ra cảm giác hỷ, bi tí bất thị sang quê đi, asasissa mi tí sikha tí. Đó là một. Vì ấy tập, ta sẽ thở vô cảm giác lạc, ta sẽ thở ra cảm giác lạc, xuất phát và đi sang qua đi. Như vậy đó, là khi mình thở vô hoặc thở ra, mình tập làm sao cái cảm giác chỉ có hai cảm giác thôi: cảm giác hỷ, cảm giác phỉ lạc, phi tí và đi sang qua đi, tức là cảm giác phỉ lạc, hay là cảm giác thọ lạc, xuất phát thi sanh qua đi, thở vô thở ra cảm giác thọ lạc. Rồi thứ ba đó, vì ấy tập, ta sẽ thở vô cảm giác tâm hành, citta sankhara và thì sang quê đi sẽ xa mệt sẽ khởi tí. Vì ấy tập, ta sẽ thở ra cảm giác tâm hành, chứ ta sang khà ra và thì sang quê đi và sẽ xa mệt sẽ khởi tí. Thì ở cái thứ ba này, ở thứ ba trong cái phần thứ hai, cái cách tập niệm hơi thở thứ ba trong phần thứ hai này là cảm giác tâm hành. Chữ tâm hành ở đây đó, citta sankhara chỉ cho thọ tưởng được gọi là tâm hành. Ở trong cái bộ sám đối, khi đối đến thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, và tâm hành ở đây đó, citta sankhara là chỉ cho thọ tưởng. Thọ tưởng và các cái hành quẩn còn lại ngoài tầm tứ ra thì cũng gọi là tâm hành. Là xuyên thấu cái hơi thở, chúng ta phải xuyên thấu đến mức độ như vậy đó, chứ không phải là chỉ hơi thở. Chúng ta nghĩ rằng cái hơi thở là sắc pháp, rồi cái vị hành giả thở mà không có nhập tâm, tức là hơi thở là hơi thở, còn tâm hành là tâm hành, hai cái đó không có nhập vào nhau, không có hòa quyện vào nhau. Thì như vậy, khi mà niệm hơi thở cái kiểu mà không có hòa quyện vào nhau đó, thì nó sẽ không có kết quả, nó sẽ không có kết quả được. Cũng giống như khi mà người ta luyện kiếm đó, thưa quý vị, người ta gọi là ý kiếm,
cầm cái gươm hay cầm cái thanh kiếm múa máy đi đường quyền, nhưng mà tâm của họ không có nhập vào trong đó, thì cái đường kiếm đó, nó sẽ không có một cái mãnh lực, nó sẽ không có mãnh lực. Cho nên cái người mà họ luyện kiếm thành công và họ ra một cái chiêu thức mà nó có cái mãnh lực đặc biệt siêu quần, thì đó là do nơi y kiếm. Mặc dù chém chưa tới, nhưng mà tâm của họ đã nghĩ đến cái chuyện là cho tới, đã tới rồi, thì trong trường hợp đó là nó có một cái sức công phá xa lắm thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta luyện tập về hơi thở, cái hơi thở đương nhiên là trong cái phần mà thọ quán niệm xứ này đó, cái thọ quán này về hơi thở là hơi thở cảm giác hỷ, cảm giác lạc thì chúng ta dễ rồi, nhưng mà cảm giác tâm hành thì cái đó chúng ta cần phải luyện tập nhiều nữa nó mới nhập tâm được. Và cái thứ tư á, ở trong cái phần hai, trong cái phần hai của niệm hơi thở, cách thứ tư là như thế này, tức là vẽ tập ta sẽ thở vô an tịnh tâm hành. Hồi nãy là cảm giác tâm hành, bây giờ là an tịnh tâm hành, gọi là Pasamphayam Chitta Sankharam. Thì đó là bốn cách niệm hơi thở mà nó thuộc về thọ quán. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ ba ở trong nhập xuất tức niệm. Phần thứ ba này cũng có bốn cách. Mình bị chờ đủ nước một chút xíu. Cái phần thứ ba này được gọi là niệm hơi thở tùy quán, quán tâm trên tâm, tùy quán tâm trên tâm. Nó có bốn cách niệm, tức là 9, 10, 11, 12. Vị ấy tập ta sẽ thở vô cảm giác về tâm. Chitta sangvedi asasissa mitis sikhati. Hồi nãy là cảm giác tâm hành,
Tâm hành ở đây là chỉ cho thọ tưởng hành, nhưng mà cảm giác về tâm tức là về thức quẩn đó, chứ không phải là thọ quẩn tưởng quẩn nữa. Cho nên hồi nãy khi mà cảm giác tâm hành đó, có liên quan đến thọ, an tịnh tâm hành cũng liên quan đến thọ, mới xếp vào bốn cái cách niệm hơi thở đó, nó thuộc về thọ quán. Còn bây giờ về tâm quán, tức là chitta san quên đi, để tập ta sẽ thở ra cảm giác về tâm, tức là cảm giác về thức quẩn. Rồi thứ hai là ta sẽ thở vô tâm hân hoan, apipamo dayang cittang. Ta sẽ thở ra với tâm hân hoan. Thì cái này nó liên quan đến tâm. Rồi bây giờ chúng tôi đi nhanh, bị gần hết giờ chắc hôm nay. Hôm nay bài kinh này không sẽ hết giờ, không có thảo luận được rồi. Vì ấy tập ta sẽ thở vô tâm định tĩnh samadhan cittang asisamiti sikkhati samadhan cittang passasisamiti sikkhati. Vì ấy tập ta sẽ thở vô tâm định tĩnh, vì ấy tập ta sẽ thở ra tâm định tĩnh. Như vậy trong cái thứ ba là tâm định tĩnh, rồi cái điều thứ tư, cái cách thứ tư niệm hơi thở thuộc về tâm quán, thuộc về quán tâm chitta upassana. Thì cách thứ tư như thế này: quý vô chất văn chích tăng asasissa về tí xích khách tít, quý vô chất văn chích tăng asasissa về tí xích khách tít. Vậy tập ta sẽ thở vô tâm cởi mở, vì ấy tập ta sẽ thở ra tâm cởi mở. Thì ở đây đó, khi mà chữ quy mô chi văn đó, trong cái bản dịch, ngày dịch là với tâm giải thoát, ta sẽ thở vô, với tâm giải thoát ta sẽ thở ra. Kính thưa quý vị, nếu mà một vị mà đã giải thoát rồi, đã đạt đến cái tâm giải thoát thì còn tu chi nữa, đâu cần tu nữa, việc nó làm đã làm, không cần tu nữa. Mà chữ quy mô chi văn đó, mặc dù nó cũng từ căn của động từ gọi là quy mô chi tí, nhưng mà ở chỗ này đó mình phải dịch là cởi mở, là không có bị bó buộc, cái tâm không có bị bó buộc. Cho nên khi mà thở ra thở vào, niệm hơi thở ra hơi thở vào trong cái cách rồi gọi là làm cho viên mãn về tâm quán đó, tâm quán niệm xứ đó, là tập làm sao mà thở với thở ra thở vô với cảm giác về tâm chitta san quy đi, thở ra thở vô tâm hân hoan,
thở ra thở vô tâm định tĩnh, thở ra thở vô tâm cởi mở. Thì như vậy đó thưa quý vị, bốn cách đó thuộc về tâm quán, thuộc về tâm quán niệm xứ, hay là quán tâm trên tâm. Rồi bốn cách sau cùng của cái đề mục nhập xuất tức niệm đó, tức là 13, 14, 15, 16, cái này nó thuộc về pháp quán. Quán pháp trên các pháp. Bởi vì thở này nó thuộc về tuệ quán rồi. Anicca nupassi asasissa miti sikhati. Hoặc là anicca nupassi passat sissa miti sikhati. Vì ở tập ta sẽ thở vô quán vô thường. Vì ở tập ta sẽ thở ra quán vô thường. Thì ở đây thưa quý vị, bắt đầu mình chuyển hướng cái đề tài nhập xuất tức niệm đó, nó đi đến cái chỗ mà phát quán niệm xứ để mà thấy rõ cái sự sanh diệt của danh sắc. Thì gọi là quán vô thường. Kế nữa là viraga nupassi asasissamiti sikkhati. Viraga nupassi passasissamiti sikkhati. Vì ấy tập ta sẽ thở vô quán ly tham. Vì ấy tập ta sẽ thở ra quán ly tham. Như vậy thì quán vô thường, quán ly tham là hai. Ba là vị ấy tập ta sẽ thở vô quán đoạn diệt. Ta sẽ thở ra quán đoạn diệt. Nirodha nupassi passasissamiti sikkhati. Và cuối cùng là ta sẽ thở vô quán xả bỏ. Ta sẽ thở ra quán xả bỏ. Như vậy ở đây mười sáu điều một niệm hơi thở chia thành bốn bộ tứ cho túc cát, tức là bộ tứ thứ nhất bát tâm mát cho túc cát gồm có bốn một niệm, tức là từ số một cho đến số bốn trong mười sáu cách thuộc phạm trù chỉ về quán samatha vipassana vasena. Còn cái bộ tứ thứ hai duti giá cho túc cá thì gồm có bốn điều một niệm, là từ thứ năm đến thứ tám cũng thuộc phạm trù chỉ về quán. Bộ tứ thứ ba tati giá cho túc cá gồm bốn một niệm, tức là từ số chín cho đến số 12 cũng thuộc phạm trù chỉ về quán samatha vipassana vasena. Riêng về cái bộ tứ thứ tư chánh túc thá chánh túc cá thì chỉ gồm có
bốn mục niệm từ 13 cho đến 16 là phạm trù thuần quán, gọi là Sutta Vipassana Vasana. Ở đây đó, mặc dù bất cứ địa ngục thiền nào cũng thành công nếu hành giả có chánh niệm tỉnh giác, và các địa ngục khác khi hành giả liên tục tác ý thì càng lúc càng hiện rõ. Riêng về cái pháp niệm hơi thở này thì khó, và thật khó tu tập. Đó là một địa hạt mà chỉ có chư toàn giác, chư độc giác và một số vị tinh văn giác mới quen thuộc mà thôi. Đó không phải là chuyện bình thường, và những người tầm thường không thể tu tập được. Càng chú ý đến hơi thở thì hơi thở càng trở nên an tịnh và vi tế hơn nữa. Chính vì cái chỗ mà mình chú ý hơi thở nó càng tinh vi hơn. Cho nên cái điều một này khó chứ không phải dễ thôi. Nó có 16 cái cách mà niệm hơi thở. Trong 16 cách niệm hơi thở đó thì nó chia ra làm 4 phần, mỗi một phần 4 cách. 4 cách đầu thì thuộc về thân quán, 4 cách sau thuộc thọ quán, 4 cách sau nữa thuộc thọ quán, thuộc về tâm quán, và 4 cách cuối cùng thuộc về pháp quán. Và chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng nhập xuất tức niệm được tu tập sẽ làm cho viên mãn về tứ niệm xứ là như vậy. Thì ở đây nó khó là khó như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta là hành giả sơ cơ muốn tu tập đề mục thiền hơi thở này, muốn nhờ tuệ phát sinh ở thiền định qua cái pháp niệm hơi thở để chứng đạo quả, thì mình đi tìm một cái vị thầy giỏi học cho thông thạo đề mục thiền hơi thở. Phần đầu 4 đề mục thôi, chỉ 4 mục thôi. Phần đầu tức là biết hơi thở vô, hơi thở ra dài, biết hơi thở vô, hơi thở ra ngắn, tập thở vô, thở ra cảm giác toàn thân, tập thở vô, thở ra an tịnh, thân hành. Rồi 4 cái đó thôi thưa quý vị, là chúng ta thực hành cũng khá lắm rồi đó. Không sao cả, 4 cái, mặc dù chỉ có 4 trong 16, nhưng mà 4 cái này nó cũng nằm ở trong cái phạm trù chỉ và quán, cho nên chúng ta yên tâm. Còn nếu mà chúng ta là người mà có cái trí tuệ và có duyên lành, thì chúng ta mới đi cho đến 2, cho đến phần 2, phần 3, phần 4 của 16 cách niệm hơi thở. Không phải là chúng ta học thuộc lòng từng câu rồi chúng ta ngồi chúng ta niệm như là ôn bài thì cũng bao giờ thành công được thứ gì. Cảm giác toàn thân hay cảm giác thân hành rồi đó, và cảm giác hỷ, cảm giác lạc, cảm giác tâm hành, an tịnh tâm hành, thì mấy cái đó đó là chúng ta khó lắm. Chúng ta khó thực hành. Thì ở đây đó, chúng ta lại nói qua cái phần kế tiếp. Nó có cái sự liên quan, nó có sự liên đới như thế này. Các vị chú ý ở trong cái bản kinh: và bốn niệm xứ này nề các tỳ kheo tu tập
như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Thì như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập hơi thở, nhập xuất tức niệm, nó sẽ làm cho bốn niệm xứ được viên mãn. Mà khi bốn niệm xứ được tu tập viên mãn thì bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi đó tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì ở đây rõ ràng là khi mà chúng ta tu tập cái hơi thở, chỉ cần qua trải nghiệm qua hơi thở thôi là chúng ta đã sống tùy quán thân trên thân, tùy quán thọ trên các ống thọ, tùy quán tâm trên tâm, tùy quán pháp trên các pháp. Và khi bốn niệm xứ đó kinh qua hơi thở, trong khi ấy niệm được an trú, không có bị thất niệm, thì lúc đó được gọi là niệm giác chi bắt đầu khởi lên trong khi ấy. Khi mà tu tập niệm giác chi thì niệm giác chi được vị tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Với chánh niệm như vậy, vị ấy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Trong khi ăn trú chánh niệm như vậy, vị tỳ kheo ấy với cái trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, tức là trạch pháp giác chi bắt đầu khởi lên. Thì khi mà bắt đầu niệm thân quán với cái quán thân trên thân qua cái đề mục hơi thở đó, thưa quý vị, hay là quán thọ trên thọ qua đề mục hơi thở, quán tâm trên tâm qua đề mục hơi thở, quán pháp trên pháp qua đề mục hơi thở, thì khi mà vị đó chánh niệm hơi thở ra, hơi thở gọi là gì? Thuộc phân biệt được đây là danh, đây là sắc. Hơi thở là danh, hơi thở là sắc, mà tâm tạo hơi thở đó là danh. Biết rõ danh sắc như vậy được trạch pháp giác chi. Và khi mà niệm tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, thì trong khi đó vị tỳ kheo khởi lên cái sự tinh tấn không thụ động, và tinh tấn và cần giác chi bắt đầu khởi lên và được tu tập viên mãn. Nơi một vị tinh tấn tinh gần thì hỷ không liên hệ vật chất được khởi lên, đây gọi là hỷ giác chi.
Khi mà tâm được quan hỷ thì thân tâm được kính an. Khi đó thì kính an giác chi, hay gọi là tịnh giác chi, bắt đầu sinh khởi. Mà khi thân được kính an, thân tâm được kính an thì tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi đó định giác chi bắt đầu sinh khởi. Mà với cái tâm định tĩnh như vậy thì khéo nhìn với niệm xả ly, trong khi ấy xả bắt đầu sinh khởi, xả giác chi bắt đầu sinh khởi và xả giác chi được tu tập viên mãn. Thì như vậy chúng ta cũng phải hiểu qua cái niệm hơi thở, qua khi cảnh quán thọ trên các thọ, niệm hơi thở, qua khi cảnh quán pháp, quán tâm trên tâm, qua khi cảnh quán pháp trên pháp, cũng làm cho bảy giác chi đó nó có cái sự trình tự mình đã sinh khởi, nó viên mãn. Thì cái đó được gọi là, được gọi là bốn niệm xứ, do nhập xuất tức niệm tu tập. Bốn niệm xứ viên mãn thì bốn niệm xứ đó sẽ làm cho bảy giác chi được viên mãn. Mà hễ bảy giác chi được viên mãn đó thì lúc bây giờ minh và giải thoát, minh ở đây tức là chỉ cho tâm đạo, tâm quả sự thế, và giải thoát ở đây chỉ cho niết bàn được viên mãn. Và do vậy mà Đức Thế Tôn ngài mới kết luận lại rằng là nhập xuất tức niệm được tu tập trước hết là được đưa đến quả báo lớn là lớn. Thứ hai nữa là nhập xuất tức niệm được tu tập sẽ làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Và khi bốn niệm xứ được viên mãn thì nó sẽ khiến cho thất giác chi được viên mãn. Mà thất giác chi được viên mãn thì đạo quả niết bàn được thành tựu viên mãn. Đó là nội dung của bài kinh ngày hôm nay, bài kinh nhập tức niệm mà chúng tôi có trách nhiệm giảng trong cái ngày thứ sáu. Đến đây thì cũng vừa với thời gian, chúng tôi xin lỗi quý vị, xin lỗi được đặng hôm nay vì cái nội dung của bài kinh cần phải triển khai cho nó hơi kỹ lưỡng chút xíu, nên trọn vẹn cái bài kinh này đã hết giờ, không còn giờ để mà thảo luận. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại kết thúc bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Có lẽ Thượng Tọa Giác Đẳng không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì xin mời cô Diệu Quỳnh Quang Hỷ lên để
hồi phước và đóng rừng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, kinh bạch ngài, dạ con thấy thượng tọa giác đẳng rất nét hoài luôn, nên là không có cầm mít được. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và con rất là hoan hỷ thấy hôm nay sức khỏe ngài tốt, ngài cầm mít suốt buổi học luôn. Dạ, rất là tri ân chư thiên đã hộ trì cho ngài được có nhiều sức khỏe. Và con thấy thượng tọa giác đẳng trở lại đạo tràng, con kính nhân mít đến thượng tọa giác đẳng á. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại đệ tử Tổ Tư Siêu. Thưa quý Phật tử, trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại một vài điều. Thật ra hôm nay thì chúng tôi đi bác sĩ không tổng quát, rồi là chúng tôi không có theo dõi được chương trình một cách liên tục. Chỉ biết là Tổ Tư Siêu dạng cho đến giờ gần cuối. Chúng tôi chỉ nhắc lại một vài điểm chính trong bài kinh này để kết thúc. Thứ nhất là mặc dù niệm hơi thở có nhiều cách, nhưng mà vấn đề rất là quan trọng đó là niệm hơi thở ra và niệm hơi thở vô. Chúng tôi bắt đầu từ đó, bởi vì bài kinh này có tên là kinh thở ra thở vô. Dạ, Đức Phật nhấn mạnh mình thở ra thở vô. Từ thở ra thở vô đó, khi mà chúng ta quen thuộc rồi thì tự cái pháp này sẽ dẫn chúng ta đến khả năng là thấy được thở vô dài, thở ra dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn. Rồi từ cái chuyện mà chúng ta có thể có khả năng ghi nhận được hơi thở vô ngắn ra ngắn, thì sẽ dẫn đến chúng ta đến chỗ là chúng ta thở một cách nhẹ nhàng, ở trong cái ngôn ngữ của Phật học gọi là an tịnh thân hành. Thế như an tịnh thân hành mà từ chỗ đó chúng ta còn đến một cái chỗ là không còn đi tìm cái này tìm cái kia, gọi là an tịnh tâm hành. Dạ, an tịnh tâm hành lúc bây giờ chúng ta bắt đầu thoải mái được. Thưa quý vị, cũng khi mà chúng ta mới bắt đầu quen với hơi thở rồi đó, thì dần dà chúng ta sẽ đủ khả năng chánh niệm đối với cảm thọ, đủ khả năng chánh niệm đối với tâm, đủ khả năng chánh niệm đối với pháp. Và ở đây thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là những cái sự, những bước tiến này nó đến rất tự nhiên. Chẳng những vậy mà ngoài thân thọ tâm pháp được giác sắc tự nhiên, thì chúng ta thành tựu được một cái yếu tính đầu tiên gọi là niệm giác chi. Có niệm giác chi rồi thì chúng ta sẽ có trạch pháp giác chi. Có trạch pháp giác chi thì tự nhiên chúng ta sẽ có cần giác chi, rồi hỷ giác chi, rồi khinh nhãn giác chi, rồi định giác chi, xả giác chi. Thật ra cái cách tu tập của Đức Phật là ban đầu chúng ta đừng tự làm khó mình bằng nhiều thứ, mà bắt đầu nhớ một điều là nhập tức, xuất tức niệm. Bắt đầu làm sao cho có hơi thở vô và hơi thở ra. Biết rõ hơi thở vô, hơi thở ra rồi, thì dần dà chúng ta sẽ đi đến chỗ thuần thục với hơi thở, là quen với hơi thở, và có thể quán cả thân thọ tâm pháp qua hơi thở, và phát triển được bảy giác chi qua hơi thở. Tất cả bắt đầu từ niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở thì lúc nào cũng có, và chỉ cần theo dõi hai nhịp độ là thở vô và thở ra. Chúng ta nhớ như vậy. Tại khi chúng ta vào tu ban đầu, đừng tự làm rối mình bằng nhiều thứ, mà đơn thuần chỉ là niệm hơi thở vô và niệm hơi thở ra. Đó tại sao bài kinh này tên là tên nhập tức sức tức niệm. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Đàm Ma. Kính truyền sự thật tự siêu đã giảng bài kinh này nào tự. Kính chúc thầy gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
sa thú lành thai. Chúng con nhập hình. Cho con. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, hôm nay có một chút thay đổi trong ban điều hành. Dạ, con xin sám hối, con không lấy bài ra kịp. Dạ, kính tri ân sư. Sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng tăng rùm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng giải những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn kỷ, không làm các nghiệp ác, hương tu các hạnh lành thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Xin nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu.